Chào mừng quý đạo hữu đã quay trở lại với The Fungi Dev Channel. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý đạo hữu một cái framework mới. Thật ra nó cũng không mới lắm, nó cũng lâu lâu rồi, cũng khá lâu rồi. Nhưng mà thật ra là mới đối với người chưa biết, còn người nào biết rồi thì thôi, ngồi nghe cho vui vậy. Thì một cái framework nó là gRPC. Thì đọc tiếng Việt là gRPC. Thì cái video đầu tiên này thì mình chỉ muốn gọi là giới thiệu một cách tổng quát nhất về gRPC là gì và tại sao mình lại sử dụng gRPC, chưa đụng gì tới CodeKit gì hết. Và những video tiếp theo thì mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết làm thế nào để có thể cài đặt môi trường setup, rồi viết những cái API service của gRPC như thế nào, rồi implement như thế nào. Thì mình sẽ đi vào cụ thể trong những cái demo ở trong những cái video kế tiếp. Còn ở video đầu tiên này, mình chỉ muốn giới thiệu với mọi người một cách tổng quan nhất về cái gì là gRPC và tại sao phải sử dụng nó hay ở chỗ nào. Thì đầu tiên á, là giống như ví dụ như các bạn đi làm nhiều thì các bạn biết là hiện tại mà cái xu hướng hiện tại bây giờ người ta thích xây dựng cái hệ thống theo microservice. Thì microservice là gì? Các bạn cứ tưởng tượng cái hệ thống thì mình sẽ có, ngày xưa người ta sẽ xây dựng hệ thống giống như là một cái khối vậy đó. Trong cái khối đó thì nó sẽ có là những cái hàm, những cái function hoặc là những cái tính năng đó. Nhưng mà nó tổng quan thì nó chỉ là một khối thôi, giống như là trong đó thì có search, có mua, có promotion, có gì gì đó, nhưng mà tất cả những cái đó nó nằm trong chung một cái hệ thống, nó chạy chung cái service và nó dính stick lại với nhau. Nó giống như là trong một cái ứng dụng mà bạn chia ra thành n cái đầu hàm thôi. Thì cái xu hướng hiện tại bây giờ, cái trend hiện tại bây giờ là người ta muốn xây dựng một cái hệ thống theo kiểu microservice. Ví dụ như đây, mình có vẽ ra cái ví dụ như mà bạn có một cái hệ thống là bán hàng đi, thì bạn sẽ có một cái service gọi là bán hàng. Service bán hàng ở đây thì nó sẽ tập trung duy nhất vào cái việc là bán hàng thôi. Rồi bạn sẽ có cái service gọi là promotion, chuyên về xử lý promotion. Bạn cũng có service về delivery, khi mà bạn bán hàng được thì bạn sẽ có nhiều cái service là gọi là deliver cho khách hàng, và có service dành cho user. Và ví dụ như là khi mà user cần thì nó có thể là search sản phẩm chẳng hạn vậy, và search xong thì nó sẽ mua sản phẩm vậy đó, cái kiểu là đó. Thì mỗi cái này nó sẽ là mỗi cái block nhỏ nhỏ này thì nó sẽ là một cái service nó chạy độc lập. Đó. Thì đó thì cái này gọi là microservice. Thì tại sao microservice nó hay vậy mà nhiều người họ muốn làm như vậy? Thì ví dụ như trong một ngày đẹp trời nào đó, hệ thống bạn phình to ra và cái lượng user bạn cái ví dụ như cái người ta buy vô, người ta mua nhiều quá đi, cái service mua của bạn nó không chịu nổi nữa, thì nếu như mà bạn muốn xây dựng này thành một cái khối như thế này thì chỉ cần cái thằng mua này nó chết thì dẫn tới là toàn bộ cái hệ thống mình sẽ chết theo. Còn ở trong microservice, ví dụ như cái anh mua này, anh vì một lý do nào đó anh chết, thì user vẫn có thể login vô được trang web của mình, vẫn có thể search được sản phẩm đó, chỉ có điều là không mua được thôi đó, ví dụ vậy. Hoặc là tới một lúc nào đó cái lượng khách hàng nó vào, nó search sản phẩm nhiều quá, mình cần phải scale ra, thì tới lúc đó mình chỉ cần scale cái anh search này ra đó, anh search này đó, mình thay vì lúc trước một con mình search không được, không đủ, thì bây giờ mình scale ra thành n con search để
đáp ứng cho mỗi nhu cầu sạch thôi, tại vì lúc đó nhu cầu sạch nó nhiều chẳng hạn vậy đó, và nó không ảnh hưởng gì tới những cái sinh vật khác. Thì đó là lý do tại sao micro sinh vật nó phát triển. Và cái micro sinh vật nó phát triển nó kéo theo cái vấn đề vậy, thì có thể là trong cái công ty, trong cái sản phẩm lớn thì sẽ có nhiều team, mỗi team làm cái sinh vật, như là team A thì sẽ làm về sinh vật về user, team B thì sẽ làm user sinh vật về mua bán, team C thì sẽ làm là delivery. Vậy các bạn cứ tưởng tượng cái team ông user này ông code bằng Java. Đó, ông buy này thì ông mua bán thì ông code bằng Python. Đó, ông delivery thì ông lại code bằng Node.js. Đó. Thì các bạn có thể tưởng tượng không? Một cái hệ thống mà xây dựng lên mà nó nhiều người join vào làm và nhiều ngôn ngữ với nhau thì nó rất khó mà để mà giao tiếp với nhau. Mặc dù là ví dụ như mình có thể xây dựng những cái API để mà có thể giao tiếp giữa hệ thống này với hệ thống kia, nhưng mà để mà đồng bộ những cái ngôn ngữ này giống như Java với Python hoặc Node.js, mà để mà nó bắt buộc mà nó ăn khớp với nhau á, thì nó cũng khá là tốn thời gian chứ không phải là đơn giản. Thì đó là lý do mà tại sao mình muốn giới thiệu cho quý đạo hữu về cái GRPC này. Thì GRPC nó là gì? Nè, giờ bắt đầu mình đi vô, mình tìm hiểu thử mấy cái thông tin mà giống như là ai cũng biết về GRPC. Thì GRPC nó là viết tắt của General Purpose Remote Procedure Call. Rồi, nhớ viết tắt này nha. General Purpose Remote Procedure Call. Chứ không phải là chữ G này là nó là chữ viết tắt của Go đâu. Mặc dù là cái khóa này thì mình demo trên ngôn ngữ Go, nhưng mà GRPC thì nó không có phụ thuộc vào ngôn ngữ. Thì nó là một cái framework open source miễn phí và được phát triển bởi Google luôn, và nó là một cái project, là một phần của cái Cloud Native Computing Foundation. Đó, nó cũng giống như là những cái project của Docker hay là Kubernetes. Nó là một cái project đã phát triển và nó đã hoàn thiện rồi, và cái GRPC này nó được xây dựng ở trên dựa trên là nền tảng HTTP 2 ha, HTTP 2 đó, cái này quan trọng nha, HTTP 2 đó. Thì GRPC nó có cái gì hay? Thì thằng GRPC này á, ở phía bên dưới của nó là nó sử dụng protocol buffer, hay viết tắt mình hay kêu tắt là protobuf á, mình nói ngắn gọn là protobuf á. Nó thì nó định nghĩa những cái message và cái service. Cái message giống như là một cái kiểu giao tiếp giữa thằng này và thằng khác á, và cái service giống như là cái API vậy đó. Thì nó định nghĩa message và service, nó sử dụng protocol buffer, nghĩa là protobuf. Khi bạn định nghĩa xong cái file protobuf rồi á, thì nó sẽ generate code ra cho mình, và mình chỉ cần implement cái phần mà xử lý ở phía server side, là coi như là mình đã xây dựng xong cái API. Và cái file proto của mình có thể gen ra rất là nhiều ngôn ngữ lập trình, gần như là hầu hết những cái ngôn ngữ lập trình phổ biến thì nó đều có thể gen ra được. Ngon chưa? Đấy, thì protobuf này ở trong GRPC thì dùng để định nghĩa cái message. Cái message nó là một cái dạng data để với request hoặc là reborn, và định nghĩa service. Service thì nó có tên service và cái GRPC endpoint, nghĩa là cái endpoint của cái service có API đó là gì. Và sau đó là chúng ta sẽ generate code ra, ra một nồi code rất là khỏe.
Bạn biết ví dụ như khi mà ta mà mình tự mình xây dựng lên cái hệ thống thì mình phải đi như là một cái REST API đi, mình phải ngồi mình define ra là thằng đó là phải get hay là post hay là delete hay là put gì đó, rồi duyệt A duyệt B duyệt C, rồi ba ram XYZ là trong bỏ trong query hay là trong form hay là URL encode như thế nào kiểu. Thì khi mình sử dụng GRC mình không quan tâm tới những cái chuyện đó nữa ha, mình chỉ quan tâm là cái chuyện là ok, tôi muốn xây dựng một cái service với những cái endpoint ABCDEF, thì mình chỉ focus vào việc là implement những cái ABCDEF của mình thôi, implement những cái tính năng ở trong cái service đó thôi, mình không quan tâm tới cái việc là phải ở nó là get hay là post hay là cái gì gì đó, tất cả mọi thứ mình không không cần quan tâm nữa. Và cái nữa là mình cũng chả cần quan tâm tới chuyện là load balancing hay là gì gì đó, nghĩa là trong gRPC này nó sẽ hỗ trợ cho mình, nghĩa là mình dễ dàng mình plug in thêm những cái việc đó mà không tốn quá nhiều thời gian, để cho mình focus vào cái việc là xây dựng một cái service của mình thôi. Nó rất là hay ở chỗ đó. Thì tại sao mình lại sử dụng, nghĩa là tại sao cái protocol buffer hay là rotobuf này nó được sử dụng, thì thứ nhất là nó dễ dễ viết, dễ định nghĩa những cái message, và khi mà mình định nghĩa được cái service của mình nó có bao bao gồm những cái function nào á, thì mình giống như là mình nghĩa một cái interface thôi, mà sau đó cái việc mà implement á nó tách biệt ra hẳn luôn, tách biệt ra hẳn so với cái việc mà mình define. Rồi nó sẽ gen cho mình rất là nhiều code, cái là từ cái code mà mình gọi connect như thế nào, hay là bạc data, rồi serialize, deserialize data, cái kiểu gì đó, thì mình cũng không cần quan tâm. Như ngày xưa mà mình thì gửi JSON qua đúng không, thì mình cũng ngồi mình bạc JSON rồi mình key value gì đó, XML cũng vậy. Thì bây giờ tất cả mọi thứ đó mình không không quan tâm nữa, mình đã define trong cái file Roto rồi, nó sẽ gen hết cái code nó ra cho mình. Và khi mà mình code mình chỉ cần tôi define trong cái message này sẽ có những data này, thì giờ tôi ghét ra tôi xài thôi, tôi không quan tâm tới cái việc nó bạc như thế nào nữa. Thì rất là nhiều code như đó, kết nối như thế nào, rồi gọi qua gọi lại như thế nào, nó xử lý cho mình luôn. Mình chỉ có việc là implement cái logic ở bên dưới và ghét ra xài thôi. Và đặc biệt nó có nghĩa là cái payload của nó là binary, có nghĩa là như trong cái REST API này chẳng hạn, thì cái payload của nó sẽ là JSON, nghĩa là cái là một cái dạng test bay, nghĩa là JSON thì mở ngoặc ra rồi tới key hai chấm rồi tới cái value là gì, rồi key hai chấm value là gì. Còn cái payload ở trong protobuf nó là binary, nghĩa là ok, ví dụ như một cái đoạn test đó thì nó sẽ bạc ra binary, rồi tới tiếp tục là con số nó cũng đưa vào binary và nó gửi đi, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cái data cái payload, và việc gửi nhận qua network nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thậm chí là việc mà bạc nghĩa là serialize hoặc là deserialize ở trên CPU nó cũng hiệu quả hơn, nghĩa là mình serialize và deserialize bằng binary nó cũng sẽ nhanh hơn là mình bạc test giống như là JSON hay XML. Và đặc biệt nữa là anh Rotobuf này á, ảnh có những cái luật, những cái rule mà giúp cho mình trong cái quá trình mà mình phát triển cái API mình lên. Như là API lúc đầu thì tôi cần những cái tham số này, lúc sau tôi thêm vào tham số, hoặc là lúc sau tôi không cần cái tham số đó nữa, thì nó có những cái rule giúp mình là có thể là bỏ cái đó ra hoặc thêm vào mà không ảnh hưởng tới những cái, không phải là hoàn toàn không, nhưng mà nếu như mà mình làm tốt thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng tới những cái client hiện có.
thì nó rất là hiệu quả trong cái việc gọi là microservice. Thì trong gRPC nó có bốn cái loại API: unary, server streaming, client streaming và bidirectional streaming. Thì đây mình có vẽ ra cái hình cho các bạn dễ hình dung. Thì unary nó giống như là một cái API bình thường của REST API bình thường thôi, nghĩa là client request lên server và nó request lên server, server trả response về là kết thúc. Đó là unary. Còn server streaming là gì? Server streaming thì client nó sẽ request lên server và server sẽ respond về, nhưng ở đây server nó có thể respond về nhiều lần chứ không chỉ một lần. Tương tự client streaming nó cũng vậy, nghĩa là ở đây thằng client nó sẽ gửi nhiều cái request lên trên server và server nó sẽ trả về một cái response thôi. Còn bidirectional streaming có nghĩa là kể cả hai anh client và server thì client nó sẽ đưa bút nhiều cái request lên server và đồng thời là server nó cũng sẽ trả nhiều cái response về cho client. Đó. Thì ba cái streaming này, ba cái kiểu streaming này là một cái kiểu mới mà chỉ có trên HTTP2 hoặc trong gRPC. Còn cái unary này thì nó tương tự với cái REST API ngày xưa rồi. Đấy. Thì đây là một cái bảng so sánh gọi là giữa gRPC và REST do mình làm ra. Thì đó, thì gRPC nó dựa trên Protocol Buffer nhỏ nhẹ và nhanh. JSON, REST thì nó dựa trên JSON. Đó. Cái thì HTTP2 nó phát triển 2015. Đó, một cái thì 1997 quá cũ rồi đúng không? Cái nữa là gRPC thì nó support cả bidirection và action. Action có nghĩa là những cái request ở trên server được xử lý bất đồng bộ. Nó là non-blocking server. Nó là default của nó luôn. Đó, thì mình không cần phải lo lắng cái việc là làm như thế nào để config server mình nó chạy action hay như thế nào, nó tất cả mọi request lên trên nó đều được, nó đều được thằng server xử lý một cách bất đồng bộ hết. Nó là non-blocking server và nó hỗ trợ cả bidirection, có nghĩa là nhiều request và nhiều response. Còn REST này thì nó chỉ có một kiểu thôi, client server là hết. Đó, như đây stream support, còn ở đây là request và response. Một cái nữa cũng rất là hay ở gRPC, nghĩa là nó là hướng API, nghĩa là cái API nó làm việc gì thì mình chỉ tập trung vào việc là định nghĩa cái API request lên như thế nào và data trả gì như thế nào thôi. Mình không quan tâm tới cái việc là nó sẽ là post, get, put hay là delete như là thằng REST. Mà mình cũng không không quan tâm cái chuyện là ok nó sẽ là param body hay là isFirm hay là query param hay là gì đó. Mình ở trong gRPC mình chỉ quan tâm tới cái việc là tôi muốn một cái API để có thể giao tiếp với giữa client và server với nhau, đặt tên nó là gì và request nó như thế nào và cách thức mà tôi respond về như thế nào là xong, và tôi chỉ còn implement nó là xong. Vậy thì rất là tuyệt. Đó, thì đó là một cái tổng quan nhất mà mình giới thiệu với mọi người về gRPC. Và ở trong khóa học này, ở trong cái series này thì nó yêu cầu mọi người phải có một cái kiến thức khá vững, khá tốt về lập trình và đặc biệt là về Go, tại vì mình sẽ demo chủ yếu ở trên Go. Thì nếu như các bạn chưa có biết về ngôn ngữ Go thì các bạn hãy xem lại cái series lập trình Go căn bản của mình. Đó. Thì ở trong đây mình chủ yếu là mình demo bằng Go. Rồi, phải có một cái kiến thức tốt về lập trình và
có một cái kiến thức ổn 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 về cái việc là bất đồng bộ asynchronous. Thì trong khóa học này mình sẽ đi với các bạn từ cái việc là làm thế nào để define một cái protobuf cho tới cái việc là sẽ viết những cái phần implement từ server và cả cái phần gọi là gọi lên server bằng client, và những cái kiến thức mà nó hơi xíu về RPC như là xử lý lỗi SSL hay là n thứ khác ở trong đó. Thì thông qua những cái example của mình, hy vọng là các bạn sẽ nắm được cái RPC là gì, cách làm như thế nào và phù hợp cho các bạn là đang là developer. Nó các bạn thích tìm hiểu, thích học một cái framework mới, hay là các bạn đang là một cái anh system architect hay là anh manager gì đó, anh các anh là thấy là cấp dưới đang chém gió với các anh là cái RPC này nó hay lắm, thì các anh cũng biết được là nó hay như thế nào và nó dở như thế nào và tại sao ha. Thì ở video tiếp theo mình sẽ demo cho các em, mình sẽ bắt đầu mình đi vào chi tiết demo cho mọi người. Hẹn mọi người ở video sau.